Những chuyến du lịch luôn mang lại cho bạn cảm giác thích thú và sảng khoái. Bạn luôn mong muốn được khám phá những điểm đến hấp dẫn và lý thú. Tuy nhiên, quần áo ẩm ướt, không khô, cốc trà đang pha hết nước nóng, mái tóc ẩm ướt khó chịu, bạn đang cần điều gì? Chúng tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm du lịch tiện nghi bao gồm bàn là hơi nước, ấm đun siêu tốc và máy sấy tóc sẽ mang lại cho bạn sự tiện nghi đến bất ngờ mà bạn không thể tin nổi. Thưa quý vị và các bạn, bộ 3 sản phẩm gồm bàn là hơi nước, ấm đun siêu tốc và máy sấy tóc sẽ là những vật dụng vô cùng cần thiết với những ai đang có ý định đi du lịch. Một chiếc bàn là nhỏ nhắn, xinh xắn như thế này, bạn không mất nhiều diện tích vali khi mang theo nhưng hiệu quả thì rất tuyệt vời. Với hai chức năng cơ bản đó chính là khô và là hơi, bạn có thể là khô quần áo như thế này, một tay cầm bàn là và một tay cầm chiếc áo và chúng ta là. Chỉ mất khoảng vài phút thôi là bạn đã có những bộ quần áo phẳng phiu và tươm tất để đi chơi rồi. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây chính là chiếc app điều chỉnh nhiệt độ để giúp bạn điều chỉnh sao cho phù hợp trong thao tác thực hiện của mình. Thông thường thì chúng ta sẽ để một mức nhiệt độ vừa phải để có thể là một cách dễ dàng. Mặt bàn là được làm bằng inox sáng bóng và trơn giúp cho việc đẩy rất là dễ dàng và nhẹ nhàng khi mà tiếp xúc với bề mặt vải. Tay cầm có thể gấp gọn để bạn có thể cho vào vali một cách thuận tiện mà không hề tốn diện tích. Bạn sẽ có những bộ quần áo phẳng lì, khô thoáng thật dễ dàng với bàn là hơi nước của Tiros. Khi bạn đi du lịch đến một vùng đất xa xôi, sự thay đổi về khí hậu là điều bạn khó lường trước được. Ví dụ như thời tiết ẩm mốc hay những cơn mưa kéo dài sẽ khiến những bộ quần áo của bạn bị ẩm ướt. Thay vì việc phải bỏ ra một số tiền lớn mỗi lần phải giặt đồ, bạn hãy tranh thủ bỏ ra mấy phút, chỉ mấy phút thôi với sự hỗ trợ của bàn là hơi nước Tiros là bạn đã có những bộ quần áo phẳng phiu thoáng mát cho mình và những thành viên trong gia đình sử dụng. Với chiếc bàn là hơi nước thông minh và sự tiện dụng như thế này thì không chỉ sử dụng cho mục đích là đi du lịch, bạn có thể sắm cho gia đình mình một chiếc để sử dụng trong gia đình cũng rất cần thiết. Nhanh chóng, an toàn, gọn gàng là những gì mà khách hàng đánh giá về sản phẩm bàn là hơi nước của Tiros. Bàn là Tiros, gọn gàng, nhẹ nhàng, có thể là khô, là hơi, có chiếc áp điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Mặt bàn là bằng inox, tay cầm có thể gập gọn, có hai màu để lựa chọn, màu xanh và màu tím. Và sản phẩm tiếp theo trong bộ sản phẩm du lịch tiện nghi mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó chính là máy sấy tóc Tiros. Điều đầu tiên mà Lan Hương muốn nhấn mạnh đó là không chỉ có sử dụng để đi du lịch, mỗi gia đình của chúng ta nên có một chiếc máy sấy tóc như thế này. Lan Hương tin rằng nó sẽ là vật dụng mà bạn có thể sử dụng thường xuyên hàng ngày để làm khô tóc mỗi khi chúng ta tắm xong. Đặc biệt khi mà chúng ta đi du lịch xa thì máy sấy tóc Tiros sẽ là một vật dụng không thể thiếu trong vali trên chuyến hành trình thú vị của bạn. Sau khi đi bơi xong hay là bạn vừa mới bước chân ra từ phòng tắm thì bạn muốn mái tóc của mình khô ngay lập tức để được đi chơi, đi hẹn hò cùng với bạn trai. Lúc này đây thì máy sấy tóc Tiros của chúng tôi sẽ phát huy ngay tác dụng của nó. Có một chiếc máy sấy tóc trong vali là hành trang cần thiết mỗi khi chúng ta đi du lịch, vừa nhỏ gọn, tiện ích, lại rất thiết thực là những gì máy sấy tóc Tiros có thể mang lại. Máy sấy tóc Tiros có hai mức công suất đó là nhẹ và mạnh, hoạt động rất là êm ái, nhẹ nhàng, tay cầm thì có thể gấp gọn, tự ngắt điện khi quá tải và có 3 màu để chúng ta lựa chọn đó là tím, đỏ và xanh dương. Với những người nhạy cảm với thời tiết thì chúng ta vừa tắm xong thường bị hắt hơi, sổ mũi rất khó chịu. Sở dĩ có hiện tượng này xảy ra là do ta tắm xong nước ngấm vào cơ thể, bạn sẽ dễ dàng làm sạch và khô da bằng khăn tắm. Nhưng khăn tắm không thể giúp bạn làm khô tóc ngay lập tức được và đó là nguyên nhân khiến chúng ta hay bị cảm lạnh hay là ốm. Nhưng từ bây giờ thì bạn hãy có thể yên tâm vì đã có máy sấy tóc Tiros của chúng tôi. Chỉ với một thao tác đơn giản là cắm máy, bật nút sấy và làm khô tóc một khoảng thời gian rất là ngắn. Với máy sấy tóc Tiros, bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu, bức bối mỗi khi tóc bị ướt. Bạn sẽ không còn sợ bị cảm lạnh mỗi khi tắm xong. Máy sấy tóc Tiros, bạn đồng hành của mái tóc đẹp. Không chỉ tác dụng sấy tóc ẩm, máy sấy tóc còn là công cụ không thể thiếu giúp bạn gái làm đẹp và tạo kiểu tóc cho mái tóc thêm phần đẹp mắt. Với hai mức công suất nhẹ và mạnh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu làm khô mái tóc của bạn. Và sản phẩm cuối cùng trong bộ sản phẩm du lịch tiết kiệm ngày hôm nay đó chính là ấm đun sôi siêu tốc Tiros. Ấm có dung tích là 0,5 lít, có công tắc ngắt tự động, màng lọc cặn thông minh và đi kèm với ấm siêu tốc sẽ là hai chiếc cốc uống tiện lợi như thế này. Ấm đun nước siêu tốc có dung tích lớn là 0,5 lít có thể dùng để pha trà, pha cà phê hay là nấu mì cực nhanh cho cả nhà mà không tốn công sức cũng như là phải đun nước nhiều lần. Điều này sẽ rất thuận tiện cho bạn mỗi khi đi du lịch xa nhà. Hãy để ấm đun nước siêu tốc của chúng tôi xua tan đi nỗi lo thiếu nước nóng cho những cốc cà phê và cốc trà nóng của quý vị nhé.
Đun sôi nhanh, tiết kiệm thời gian là những ưu điểm đáng kể của ấm đun nước siêu tốc Tiros. Dụng bình và mâm nhiệt bình được làm bằng inox cao cấp, đun sôi nước nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tối đa cho người nội trợ và có thể dễ dàng làm sạch sau khi mà chúng ta sử dụng xong. Sản phẩm có công suất hoạt động hiệu quả là 2000W, giúp bạn có nước sôi dùng ngay chỉ sau vài phút đun nước. Ấm đun siêu tốc Tiros rất an toàn khi sử dụng, có chế độ tự ngắt điện khi mà nước đã sôi và khi ấm cạn nước, thiết kế tay cầm cách nhiệt giúp cho bạn đảm bảo an toàn và làm tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn có thiết kế đèn báo giúp cho bạn dễ dàng theo dõi quá trình đun nước trong bình. Ấm đun siêu tốc Tiros, ấm có dung tích là 0,5 lít, có công tắc ngắt tự động, màng lọc cặn thông minh, đun sôi nhanh, tiết kiệm thời gian, công suất lên tới 2000W, an toàn với người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, bộ sản phẩm du lịch tiện nghi bao gồm có 3 sản phẩm, đó chính là bàn là hơi nước, ấm đun nước siêu tốc và máy sấy tóc. Chính là những sản phẩm rất cần thiết mỗi khi quý vị mang theo đi du lịch và sẽ không còn những bộ quần áo nhăn nheo khi vừa mang ra từ vali. Không còn những bộ quần áo ẩm ướt khi gặp trời mưa vì đã có bàn là hơi nước Tiros. Sẽ không còn tình trạng bạn muốn uống một tách cà phê nhưng hết nước sôi vì đã có ấm đun nước siêu tốc. Và sẽ không còn những mái tóc ẩm ướt nữa khi bạn vừa tắm xong vì đã có máy sấy tóc Tiros. Bạn có thể mua chọn bộ sản phẩm, đồng thời cũng có thể mua riêng lẻ từng sản phẩm như thế này để sử dụng trong gia đình cũng rất thuận tiện.